Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Thì sáng ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận thêm 4.937 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn quốc vượt 200.000 ca. Thì tính đến ngày hôm nay ngày 8 tháng 8, Việt Nam có 201.692 ca mắc Covid-19. Và theo đó thì Bến Tre ngày hôm qua cũng có ban hành một cái công văn là sẽ siết chặt hơn đối với chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì theo đó tính từ 0 giờ ngày 9 tháng 8 cho đến khi có chỉ đạo mới, thành phố Bến Tre sẽ áp dụng các biện pháp thắt chặt quản lý, kiểm soát địa bàn, các khu cách ly phong tỏa, các cách ly tập trung, đảm bảo chặt trong chặt ngoài, ai ở đâu ở đấy, nhà giãn cách với nhà, ấp khu phố giãn cách với ấp khu phố, phường xã giãn cách với phường xã, cụ thể như sau. Thì Ủy ban Nhân dân xã phường không cấp giấy thông hành cho các cá nhân, trừ các trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phường phải báo cáo xin ý kiến trực tiếp Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì cán bộ công chức, viên chức, người lao động chỉ được phép sử dụng xác nhận của cơ quan, đơn vị khi đi làm theo lịch phân công, không chấp nhận các trường hợp sử dụng giấy xác nhận đi trong khung giờ hạn chế theo quy định và đi vào thứ bảy chủ nhật ngoài lịch phân công hoặc là việc riêng, trừ các trường hợp làm nhiệm vụ như là phòng chống dịch Covid-19. Thì các cá nhân vi phạm thì các chốt kiểm soát, tổ kiểm tra lập biên bản thông báo về cơ quan, đơn vị đề nghị kiểm tra xử lý. Còn đối với hộ gia đình thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phát phiếu đăng ký đi chợ thay cho từng hộ gia đình, mỗi hộ là 2 phiếu một tuần. Trong mỗi phiếu, ngoài những thông tin nhu cầu đi chợ thì kèm theo một số nội dung tuyên truyền như là số điện thoại, đường dây nóng, các quy định thực hiện giãn cách xã hội, về cấp giấy thông hành, những trường hợp được phép ra đường và những hành vi và hình thức xử phạt. Hộ gia đình đăng ký thông tin nhu cầu cần thiết mua gửi cho tổ dân tự quản, tổ sẽ chuyển nhanh cho thành viên đi chợ thay, thống nhất thời gian đăng ký và thời gian giao hàng. Đây là một số thông tin quan trọng trong cái công văn là sẽ thực hiện nghiêm về giãn cách xã hội của Ủy ban Nhân dân phố Bến Tre. Thì thông tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 8. Thì theo đó thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua ngày 7 tháng 8 và đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 8 thì Bến Tre ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19 mới. Thì nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.091 ca và 313 ca đã xuất viện, vẫn là 17 ca tử vong. Thì các ca mắc mới bao gồm là ở Ba Tri là 6 ca, tại Tân Thủy là 4 ca ở Tân Phước, An Hòa Tây là 2 ca ở An Phú 2, Châu Thành là 5 ca, tại An Hiệp thì có 4 ca ở Thuận Điền, Bình Điền và An Bình, và Tường Đa là 1 ca ở Thanh Bình. Và Bình Đại là 5 ca, tại Bình Thắng là 4 ca ở ấp 2 và Bình Thới là 1 ca ở ấp 3, Chợ Lách là 2 ca tại Phú Hiệp, Vĩnh Bình và Hòa An ở Long Thới. 18 ca đều ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa. Mình cũng xin kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.